Cá dứa là loại cá vùng nhiệt đới phân bổ rộng ở châu Á và di trú ở những dòng sông lớn như Cần Giờ để sinh sản. Cá dứa có tập tính di lưu sinh sản khoảng từ tháng 5 đến tháng 10. Cá con bắt đầu di chuyển dần ra cửa sông, giáp biển lúc đạt kích thước nhất định. Cá quay trở lại vùng nước ngọt và di cư ngược dòng để tìm nơi sinh sản. Đây là thời kỳ cao điểm ngư dân Cần Giờ đánh bắt cá dứa. Vì vậy cá dứa là đặc sản nổi tiếng của Cần Giờ. Và bây giờ là cách nấu một món đặc sản của Cần Giờ, lẩu cá dứa. Với các món lẩu thì quý vị biết rồi đó, quan trọng nhất đó là cần phải chuẩn bị đủ nguyên liệu và cái công thức nấu món nước dùng. Vì vậy, nếu như mà quý vị nào mà chúng ta không nhớ được thì chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy và một cây viết, viết lại thật là kỹ những cái nguyên liệu cần phải chuẩn bị cho món lẩu cá dứa nhé. Trước hết chúng ta sẽ chuẩn bị 2 khứa cá dứa loại tươi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng tìm được cá dứa nha anh Điền. Nếu như mà không kiếm được cá dứa tươi thì chúng ta có thể thay thế bằng khô cá dứa một nắng. Nhưng mà khi sử dụng khô cá dứa thì lưu ý là để khử cái mùi tanh của khô, chúng ta cần phải trụng khô qua nước sôi. Để tạo độ chua cho cái món lẩu này thì chúng ta sử dụng lá giang. Ngoài ra thì sẽ chuẩn bị 3 trái khế chua, 2 trái chuối chét, ớt sừng, ớt hiểm, rau muống, rau ôm và ngò gai. Ăn kèm với cái món lẩu này thì chúng ta sẽ chuẩn bị bún. Bên cạnh đó thì để nêm nếm sẽ chuẩn bị nước mắm loại ngon, hành băm và tỏi băm. Rồi mình bắt tay vào làm luôn đi ha. Rồi, trước hết là chúng ta sẽ khử cái mùi tanh của cái phần cá tươi này. Nhưng mà trước hết thì Điền sẽ nhờ Trinh xử lý cái phần khế và phần chuối chát dùm Điền. Dạ. Cắt lát mỏng ra cho Điền. Rau muống thì sẽ cắt khúc từ 4 đến 5cm. Rau ôm và ngò gai thì chúng ta cũng sẽ cắt khúc từ 2 đến 3cm. Rồi, xử lý dùm Điền. Còn ớt thì sao? Ớt thì chúng ta sẽ cắt lát thôi. Cả 2 loại ớt cắt lát ra. Rồi, để pha nước mắm và để nêm. Nếu như lúc nãy Thanh Điền đã chia sẻ cách khử cái mùi tanh của khô cá dứa là chúng ta trụng khô qua nước sôi, thì với phần cá dứa tươi chúng ta sẽ khử cái mùi tanh bằng cách là chúng ta phi thơm với tỏi, hành và nước mắm. Tỏi hành thơm rồi chúng ta sẽ cho cái phần cá dứa vào. Anh Điền, chuối này mình cũng cắt lát mỏng luôn đúng không? Đúng rồi. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 muỗng nước mắm vào để mà khử mùi tanh của cá dứa ha. Rồi, để Điền phụ trên một tay cho nhanh nha. Còn rau muống này là cắt khúc 4-5cm ha. Đúng rồi. Cũng đơn giản quá mà. Sau khi mà các nguyên liệu chúng ta cũng đã sơ chế xong, đã khử được cái mùi tanh của cá dứa, rau củ thì chúng ta cũng đã cắt gọt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chế biến cái phần nước lẩu. Cái phần nước lẩu thì chúng ta sẽ tạo cái vị chua bằng lá giang. Nước sôi thì chúng ta sẽ cho lá giang vào. Lá giang rất là nhanh chín, quý vị để khoảng 5 phút. Cái phần gia vị cho cái nước lẩu thì chúng ta sẽ nêm muối, đường, nước mắm, hạt nêm. Đầu tiên là 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng muối, 1 muỗng đường. Nếu như mà gia đình nào gốc miền Nam thì chúng ta có thể cho 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Wow, cái phần nước lẩu này chắc là đậm đà lắm đây, đủ gia vị hết. Nếu như mà chúng ta mua được một con cá dứa thì chúng ta có thể lấy cái phần đầu và phần đuôi để nấu lấy nước ngọt cũng được. Như vậy thì nước lẩu của chúng ta sẽ đậm đà hơn. Nhưng mà trước khi cho lá giang vào thì mình cũng vớt cái phần cá ra, giống như lần trước anh Điền chỉ Hà Trinh làm cá lóc đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nước sôi lên thì chúng ta cho cái phần cá dứa đã khử mùi tanh với tỏi và hành vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước này để trụng sơ qua cái phần rau muống, rau ôm và ngò gai. Cái phần nước của chúng ta sôi lên một lần nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cho phần khế và chuối chát đã được cắt lát ra. Cho vào luôn. Khi ăn thì chúng ta sẽ cho rau muống, rau ôm và ngò gai vào trong cái nồi lẩu. Rồi, dường như là mọi công đoạn đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ chờ là Trinh có sẵn sàng ăn chưa? Đói bụng lắm rồi đó.
cay cay, chua chua, thơm, đúng như Hà Trinh dự đoán. Nhưng mà nước hơi nhạt hay sao á. Rồi. Cho một ít nước mắm vào đây. Rồi. Trời mưa mà ăn cái này là tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Nhưng mà trước khi mà xử lý hết cái tô bún này thì chúng ta phải đưa ra thực đơn gợi ý trong ngày dành cho quý vị khán giả. Thanh Ly đề nghị là ngày hôm nay vẫn còn kịp để các bà nội trợ thử sức với món lẩu cá dứa. Nếu như mà ở chợ chúng ta có bán cá dứa ha, tráng miệng sẽ là món bánh flan. Còn Hà Trinh nghĩ buổi chiều tối chúng ta ăn đơn giản thôi. Mình ăn thịt kho tiêu nè, rau muống xào tỏi nè, và canh đậu hũ nấu với hẹ. Tráng miệng là một dĩa bưởi.